pháo anh chị. Tuấn giờ lâu lắm rồi mới gặp anh Tuấn. Dạ đúng rồi. Ẩn con. Tích giang hồ đâu vậy? Thôi con ơi. Lucky. Lucky đi ra. Thế này cái trái bằng hồng sóc trăng này nhìn giờ thấy nó bự ra nha chị. Mà nó nhanh lớn lắm. Dạ nó nhanh. Nụ. Ồ trong đó có trái lớn luôn. Dạ, đây nè, đây nè. Wow, trái lớn chị? Nè. Chỉ có hàng đảo quá vậy. Này mấy trái lớn nè. Ồ đây là trái cũng to nè. Mận hồng sóc trăng nha. Mà nó giữ trái hay lắm. Dạ. Ồ trái tay to đó, nữa nó đậu nó chùm vậy đó. Man, quá đã luôn. Ồ cây này chị bán nhiêu cây chị? À, mấy cái size này là 420. 420 ha. Dạ. Cây này cũng to nha. Hai cái gốc nó có hai nhánh đi lên luôn. Đặc biệt tầng này á có sale cái size này nè. Thấy đẹp không? Size nào chị? Size này á là về rất chi là nhiều, cây bự thiệt là bự luôn. Có bông có trái không chị? Nó có bông có trái nhiều lắm mà tại vì ship về nó rụng, anh thấy rụng dưới gốc không? Đó, tại cái hàng này á là hàng mới, nói thiệt luôn là mới mang Florida về. Nó bị nắng á, tại đợt này á cái hàng này em nhập được nguyên một xe luôn. Nên là cái giá nó sẽ rẻ. Đây, kéo ra cho mọi người coi một cây nè. Cây quá to luôn. Đó. Cũng có trái mà trái nó rụng nữa. Có trái này, đấy trên cây nó vẫn còn trái nè. Đúng rồi, đúng rồi. Nó rụng á tại vì nó nắng quá. Thì cái hàng này á, đợt sale đợt này Chule For á, là 300 đồng một cây. 300 đồng một cây cho cây này nha các bạn. Dạ. Cây này cũng to lắm đó nha. Dạ, sale trong 2 tuần. Dạ. Mình có mấy trăm cây lận. Sale từ đây cho đến Chule For hết luôn. Dạ. Mình có mấy trăm cây lận. Nên là cái này á là mình về á, mình trồng xuống được liền luôn, nắng cũng không sợ, mình cắt cái đít thôi mình trồng ngang vậy. Tại vì á, mận á, là nó thích nước mùa hè mà mùa đông á, thì nó sợ nước. Nên là mình trồng như vậy á, là mình tưới nước mùa hè nó dễ mà mùa đông á, thì nó không có bị nước chăn nó vô. To nhiều cũng uổng quá ta. Trời ơi ngoài kia nó rụng mấy cái trái bự nữa. Tại vì đợt này á, đi về nó nóng quá. Mà nó gặp cái trái của nó bự quá rồi, nó không có giữ được. Thì nó đã có trái rồi thì năm nay mình trồng nó sẽ có trái lại thôi. Cây 300 hả chị hả? Dạ, 300. 300, còn mấy cây kia thì 420. Cây kia là 420, tại cái size chậu khác, cái size chậu bự. Size chậu bự mà rất là nhiều trái luôn. Đó, size chậu bự mà nhiều trái, tại cái hàng này về lâu rồi. Dạ. Về lâu rồi thì cái lúc mà nó về, cái trái nó còn nhỏ, nó trên đường vận chuyển nó không có bị rụng. Dạ. Còn cái trái nó bự là vô cái đợt nắng thì nó bị rụng. Dạ. Wow. Cái này có bán wholesale luôn. Có giá wholesale luôn hả? Dạ, có giá wholesale. Nhiều hả? Mua 5 cây trở lên là có giá wholesale. Có giá đặc biệt ha? Dạ, giá đặc biệt. Thì ai muốn wholesale thì liên hệ chị ha? Củ lùng nè. Củ lùng 15 đồng. Đây đang ship một lần nữa. Củ lùng cũng ngon lắm đó nha. Dạ, củ lùng rất chỉ là hiếm. 15 đồng một chậu. Một chậu hả? Chỉ trồng chậu được không chứ? Trồng chậu. Mình cái này mình về mình trồng sân chậu 25 gallon. Ồ, có lý ha? Dạ. Nó lại nhìn nó giống như cây kiển vậy ha. Đúng không? Nhìn nó giống như cây cái kiển. Cái củ nó ăn ngon lắm. À, 15 đồng chậu hả? Dạ 15 đồng chậu. Cũng ok. Sabuje này á là đợt này sale 300 đồng. 300 đồng cho cây này hả? Dạ. Cây này bự lắm nha. Alano. Cây này gốc to nè. Dạ. Mà xum xê. Cao nè. Khoảng 7 feet. 300 đồng ha. Dạ. Ok, chậu 25 gallon luôn nha. Đúng rồi, mà chuẩn bị có bông nè. Có bông hết, ra. Có bông thậm chí có trái luôn. Nguyên cái hàng này là 300 hết hả dạ, chị hả? Dạ 300. 300 hết nha các bạn, thì có cây cũng xum xê dữ lắm đó nha. Xum xê tán rất chứ là đẹp. À, có cây cũng đang ra bông quá trời luôn, 300 đồng hết. Ở đây cốc á, thì sale 60 đồng. 60 đồng hả? Kéo ra một cây rồi tội nè. Đây, gốc quá to luôn. Gốc bự, mà cái này là trồng ở Cali lâu rồi. Dạ. Dạ, thì... cứ mỗi cái ngọn là nó sẽ ra một chùm trái, một chùm bông cho năm nay. Dạ. Cốc mùa hè thì mình mỗi nhà nên trồng một cây. Tại vì mình có thể ăn lá, mình ăn bánh xèo, mình ăn gỏi cuốn. Rất là ngon, cái này mình ăn rau sống. Mình xin nói cây. Ở chỗ chị thì nó dễ đậu trái, chỗ mình không có đậu trái mà. Em không biết tại nó ra sao. Mấy chùm bông nhiều lắm mà mình control nước nó cũng vậy luôn. Có trái không? Không. Vậy hả? Nhưng ủa, cốc em thấy dễ mà. Cái mình biết ở chị là rất là dễ đậu trái mà sao chỗ mình nó khó đậu trái. Không hiểu. Hay là anh trồng chỗ hay gió phải không? Thiếu độ ẩm hay sao á? Gió phải không? Hả? Có gió phải không? Cũng không gió, bỏ dưới cái mái che mà. Mà lạ lắm, nó ra mấy chùm bông là nó sao nó tiêu, không hiểu. Chắc cái độ ẩm á chị ơi. Dạ. Ở đây giống như khí hậu đồ tốt á.
Như vậy nhiều khi em để sát 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 rồi em tưới á, thì lúc nào nó cũng ẩm, cái không khí nó ẩm. Mà tất cả ở đây 60 hết hay gì ha? 60, chậu 7 galon 60. Thậm chí ở ngoài kia có chậu 7 galon 30 sale đặc biệt. Cái cây nó lùng hơn. 7 galon cũng có 30 à? 30 đồng. Mà như chỗ chị là dễ đậu trái nhất mình thấy rồi. Năm nào anh cũng thấy đúng không? Đúng rồi, trái quá trời trái. À, cây này là na sầu riêng mà ghép ở ở Cali, ghép vô gốc mãng cầu mễ. Thì cái size này là cái size lớn, có những cây trong trọng 15 galon thì 180 đồng. 180 nha các bạn. Dạ, em có size 60 cũng có, 100 cũng có. Dạ, 60 cũng có, 100 cũng có. Dạ. Rồi, gốc nó gốc to nha. Dạ, gốc này gốc á, là cỡ gần 1 inch á. Dạ. Dạ, xem xem 180 hết hả chị không? Dạ, 180 thì có những cái cây ghép từ năm ngoái nè, xem xem. Dạ, đúng rồi. Đó, mùa này nó bắt đầu phát triển nó đều 180 hết. 180 hết. À, nhãn á, thì lần này mình sale 55 đồng. 55 đồng cũng có trái luôn ha. Có trái, có trái 15, chậu 7 ga lông cũng vậy, chậu 5 15 ga lông cũng vậy, còn một ít sale hết. Ờ, như vậy 70 đồng hết hả? 55 đồng à. Ồ, 55 đồng quá rẻ luôn nha. 55 đồng mà cũng gốc với cây cũng bự nữa nha. Cái này là liên ép vườn. Yeah. Yeah. 55 đồng. À, nha thân gỗ đỏ. Ví dụ như mấy cái cây này nó đã có bông rồi. Mấy cái cây ngoài này thì nó không có cái bông. Cái này phải là tứ quý không vậy? Tứ quý. À, tứ 200 quý đồng. Của Việt Nam đúng không? Dạ. Ship thì 250. Dạ, mà này có bông chưa vậy? Có bông rồi. Dạ, mấy cái cây này á, là nó bị rụng thôi. Ở bên trong kia còn nhiều lắm. Nó bên trong nó có bông. Gốc rất là to luôn nha các bạn. Dạ. Cái gốc nó cỡ 1 inch hơn 1 inch. 250 hả chị? 250 luôn ship. Mà pick up thì 200. Pick up thì 200 ha. À, đây 200. Còn hai cây hoàng hậu. Hoàng hậu 120 một cây. Hoàng hậu 120 ha. Dạ, cái này ship được luôn. Dạ, hoàng hậu 120 nha các bạn. Gốc cũng to to nè. Dạ. Gốc cũng to to. 120 cây. À, ở đây mình có mãng cầu Sihanouk. Đẹp ghê không? Sihanouk, dạ. Yeah. Gốc nhìn bự nha. Đẹp. Hàng này là hàng loại 1 nha. Như là mình nói chị nghe nha, cây Sihanouk của mình giờ đậu trái nhóc chưa? Dễ đậu trái. Đúng rồi, lúc dễ mình thu phấn dễ đậu lắm. Dạ. Yeah. Bây giờ cây đó mình nghĩ khoảng chừng có 6-7 trái, 7-8 trái đó mà còn bông rất là nhiều luôn. Bông nhiều, dễ đậu. Yeah. Mà cái hàng này là hàng loại 1 nha, cái gốc ghép bự. Đúng rồi. Dạ, đừng có so sánh giá, mình chỉ so sánh cây thôi. Đúng rồi, thế? Cái gốc á, cái gốc quan trọng. Dạ, quan trọng là cái gốc đó. Tại vì mãng cầu mỗi năm mình đều trim xuống á, thì cái gốc to thì nó khỏe, nó cho nhiều trái. Đó, mấy cái gốc này, gốc bự này, gốc loại 1 này, không có ai mà ghép mấy cái gốc này mình. Thì bán cây này nhiêu cây vậy? À, 180 cây. 180 cây nha các bạn. Đợt này mình sale còn 180 cây. 180 nha, cho mãng cầu Sihanouk. Dạ. 180. Thì chị cây phát triển rất là mạnh. Dạ, chị có chị cũng có mới, cũng có nhiều gốc rất là to luôn thì. Dạ. Đa số nó cùng một size hết, gốc to hết. Có gốc to, gốc dừa dừa phải không? Dạ. Thì mình tới trước mình chọn những cây ưng ý. Ồ, có bông luôn, có thể có trái luôn nha các bạn. Dạ. Nó có trái bông, luôn á. Nó bông nó tự tại đạo luôn á. Cái này ngon lắm nha, cái này hình như nó ngon hơn do Thái đó. Dạ. Thì tùy theo khẩu vị bông của mỗi người. Hả? Trời ơi, nó chút xíu mà sao nó bông quá trời. Dạ. Ô, mấy gốc này nó có thể cho trái luôn á chị. Ok, đây là do Thái Lisa. Dạ. 120 một chậu, 15 galon. Do Thái Lisa ha. Dạ, nó để tùm lum tùm la. Còn ở trong này á là Úc 2. Úc 2 140. Úc 2 140 thì pick up thì được tặng chậu. Đây là thấy cái bông Úc 2 chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Nó cực kỳ dài luôn. Đúng rồi, với lại nó lớn nữa, Úc 2 bông lớn. 140. Riêng cái thằng Úc 2 này á thì là pick up sẽ được tặng chậu 25 ga lông để mình thay chậu. Ok, thì gốc cũng to lắm nha các bạn. Dạ. Gốc to. Còn gốc rất là to. Còn cái này á là Lekima. Cái này á thì 80 đồng. 80 đồng cho Lekima. Có bông. Rồi đang ra bông hả? Có bông hết. Ờ, đẹp ha, đúng rồi, đúng rồi. Đúng cái này đẹp này. Đúng rồi. Đang ra bông nha các bạn. Ôi cây này đẹp, chắc cây này giữ một cây này thay chậu á. No, chị nên giữ một cây đi. Yeah. Tại bữa thấy ông kia ông ăn trên YouTube á. Trời, thấy ông ăn ông thèm luôn á. Nè, đó, đẹp ghê. Mà nó dẻo lắm. Yeah. Cây này chị nói nhiêu? 80 đồng. Mà cái cây này em sẽ thay chậu, em giữ một cây. Dạ, còn giữ lại cái này á thì là 80 đồng. 80 đồng hết ha. Dạ, đây này, bông này, bông quá trời nè. Cây nào cũng có bông. Cây nào cũng có bông, tại năm ngoái nó đã có trái rồi. Dạ, đang có bông. Nó giống như là sabo nha chị. Dạ. Ok, đặc biệt tuần này em có mận trắng trái lớn. Có mận trắng luôn hả? Trái lớn nhất trong các loại mận hiện nay. Dạ. Thì mận trắng á. Dạ. Dạ.
Ok thì 120, 150 một cây. hai Đó, trăm trong rưỡi đây em có rất chi là nhiều đây là mận trắng hết đó hả? mận trắng. Mận trắng sữa đúng Mận trắng sữa mà trái lớn nha, nó có ba không? size, trái trung, trái lớn và trái nhỏ nữa. Nhưng mà em cái hàng mận trái lớn này là cái mận hiếm nhất bây giờ. Chút em sẽ đưa cái hình cho anh coi. Cái này mình mua về mình trồng xuống được không chị, hay là mình Chưa phải được, để chưa được? mình dưỡng khoảng 2 tháng nữa, mình để trong chậu 2 tháng nữa rồi mình mới thay chậu. Cái này em mới thay chậu được hơn 1 tháng thôi. Mùa này nó bắt đầu Nôn nó nó đang bén ra, rễ nó mới ra. nó đang ra lá non quá trời. Tại em ngắt hết lá để cho nó ra cho nó lẹ. 120 hả chị? 120, 150 tùy theo cây. 120, 150. Chắc hồi quất 2 cây quá. Còn cái này là white sabote 40 đồng. Wasabi 40 đồng ha. Cái loại này cũng ngon đúng không? Mỗi bữa chị mỗi năm chị nhớ chị cho Đúng mình. rồi, đúng rồi, sắp tới rồi đó, sắp tới mùa để anh được ăn rồi đó. Còn cái này ổi gì vậy Nè không, cái này ổi để ghép chị? thôi. Để ghép. Có chị mà mình mua cây 40 đồng này chừng nào mới có trái ta? Em cũng không biết nữa, tại vì nó hơi Mình cũng nhỏ. thích cái loại này, mình cũng muốn trồng cây quá. Chị ghét, chị chiếc ruby thái quá trời luôn nha. cái này á, là sabuche Cần Thơ Sao 100 đồng. chơi Cần Thơ. Cây 100 cũng đồng một cây. cũng xum xê lắm nha. Ồ có trái luôn. Loại này nó dễ đau trái lắm đúng. 100 cây hả chị? Cái loại này là trái dài mà Dạ. bự bự nhất Trái trong các to loại hả? sabuche ở Việt Nam. Dạ, trái to và dài nha các bạn. Mà dễ có trái. Dễ đầu trái mà bông quá cho bông đó. Sabo Cần Thơ. Ai thích mận hồng Sóc Trăng mà size nhỏ thì tuần này sale 80 đồng. Nó nhỏ thôi nhưng mà tại vì cái gốc của nó cũng bự nha. Nè cái gốc nè. Dạ, đúng rồi. Tại cắt đi cho nó ra lại thôi. Dạ. Mà cây nó cũng huyết lắm rồi. 80 80 đồng đồng. hả chị? 80 đồng hả chị? Đây qua bên này. Đây là mận An Phước. Tuần này em cũng sale 80 đồng. Mận An Phước hả? Mận Phước cây cũng to lắm nha. 80 đồng luôn hả? 80 đồng. 80 đồng. Cái này là mận này là mận Ấn Độ xưa. Ấn Độ xưa của Việt Nam là cái loại mà cái trái nó hơi sọc sọc á, thì cái này á, là 100 đồng trọng Mà 15 sọc cân. đỏ hay là sọc Sọc hồng? đỏ. Sọc Sọc đỏ. đỏ mà nó có hột chứ nó không phải Ấn Độ. Bên này là cái loại mình mà lắp mà nó không có hột. Cái trái này bự. Mà cây này như cây vậy? 100 đồng trọng 15 ga lông. Hồn. Cái loại này hiếm lắm, giờ ít có. Mà cây nhìn cũng xum xê lắm nha. Ngọt lắm nha, rất chứ là giòn ngọt đậm mặn lắm mà rất chứ là thơm. Một Đó, trăm đồng một củ chậu. lùng cũng 15 đồng. Em Củ có lùng 15 đồng. củ ngải bún luôn, một chậu á là 15 đồng. Để bún có luôn nha. Một chậu 15 đồng luôn. Trong này là mận Ấn Độ Ấn Độ hết ta. Công nhận vô đây cái nó mồ hôi gì nó cũng đổ ra hết nha chị. Cha con gì nó cũng ra hết. Hồi sáng đi 9 giờ mà nó kẹt xe gây cho 91 quá trời ơi. Đây ổi ruby Đài Loan tuần này cũng sẽ 80. 80 ha, Ruby Đài Loan 80 nha. Còn một số cây mận xanh đường thì cũng 80. 80 Mận cho tam xanh hoa đường. cũng 80. Tham qua 80 luôn ha. Ổi thái trái dài không hột cũng 80. Hỏi thái trái dài không hột cũng 80 luôn. Ủa mà mận tam hoa xanh đường rồi có cây nào có bông không chị? Chắc có bông ta ginh hết rồi hả? Có bông gần hết, Đúng có rồi. thể là cũng còn sót thôi. Là mình phải đi tìm thôi. Còn cái này thiên lý nè. Thiên lý Qua thiên lý hả? 15 Thiên lý. đồng. Thiên lý 15 đồng nhớ rồi. Hay qua thiên lý. Mà em còn nhiều lắm. Rất Quá chi trời. là nhiều. Đó, mấy cái này là cái lắc Ồ, bông quá trời đó. cái này là mận lắc kinh công cây chiết ở đây. Lắc kinh con hả? Cái cây bự cây không tự chiết Mà bông quá trời bông. bông nhiều lắm, Trời, nó trời nóng ông bướm này là nó đậu trên điện thoại luôn đó. quá. Ok, đặc biệt đất á, ok. Là 15 đồng mua 5 tặng 1, tính ra là còn 12 đồng 50 cent thôi. Chị bán gì giống như mình đi tới Dạ mấy cái cái chỗ tiệm Mỹ mua rồi. luôn. Y chang luôn, tại vì cái này em nhập wholesale được nên là em bán rẻ. Mua 5 tặng 1 hả? Dạ.
Chạy ra là giống hệt cái giá mà mình đi mua. Y chang luôn, giống như mấy cái giá anh mua của Hồ Sê Mỹ. Dạ. Ủa, cái phần này để làm gì chứ? Cái này nè. Ok, cái Phop Farm màu xanh với lại cái Happy Phop nó khác nhau nha. Cái Happy Phop là 16 đồng. Dạ. Cái bịch nó bự hơn. Dạ. Cái kia là 1,5, còn cái này là 2. Thì cái Happy Phop thì nó ít ít phân hơn, nó nhẹ phân hơn. Dạ. Mỗi lần mà ai chiết cây á, dạ, hay là mình ươm mầm á, thì mình xài cái Happy Phop này là sẽ tốt hơn. Dạ. Tại vì nó nhẹ nhàng hơn, nó không có bị cháy, nhất là mùa nắng nè. Okay. Ok, mà cái cây nhỏ mà mình chiết cây mà mình vô chậu á, mà mình xài cái phốt farm nó phân nó nhiều. Nó chịu không nổi. Nó không tốt. Yeah, cái này thì tốt hơn. Cái Happy Phốt này nó ấy hơn. Nhưng mà mình dùng nó để trồng cây ok luôn hả? Trồng cây ok, mình có thể mình mix hai cái cũng được, hoặc là mình có thể mình xài cái đó cũng được. Tại vì cái bản chất nó giống nhau mà cái phân nó ít lại thôi. Nhưng mà cái Happy Phốt mắc hơn đúng không? À, Happy Phốt mắc hơn 1 đồng tại vì nó bịch bự hơn. Dạ, 16 đồng ha. Dạ. Đây mãng cầu rất chi là nhiều. Wow. À, mãng cầu này á, là mãng cầu Do Thái cũng có. Yeah, hai gốc to nha. Cái này á, là Hoàng hậu nè. Hoàng hậu. Yeah. Là tất cả mọi cây mãng cầu trong chậu 15 gallon á, là đều 120. 120 hết ha. Dạ. Yeah. Có một số mãng cầu mễ, ai mà muốn lấy về ghép á, thì 50 đồng. 50 đồng mãng cầu mễ nha các bạn. Dạ. Cây cũng to, gốc cũng to lắm. Dạ. Đó thì đây nhiều lắm mọi người. Cái này là Do Thái xanh hả chị? Do Thái xanh, ly xà, hoàng hậu, ly xà, hoàng hậu. Úc hai cũng có. Dạ. Yeah. Úc hai nhưng mà cái size 120 hết nha. Dạ 120. Có cây gốc cũng to lắm nha. Dạ. Yeah. Úc hai 120 chỗ này, còn trên kia là 140 nó khác. Yeah, nó khác nhau ha. Dạ. Yeah. Yeah. Táo Thái. Này nhiều lắm. Wow. Cái này là ổi Thái trái dài không hộp. Thái trái dài không? Nó, ở trong kia nó tùm lum tà la, nó có xoài, nó có nhãn rồi tùm lum luôn á. Wow, bây giờ càng lúc cái tiệm của chị quá trời cây luôn á nha. Yeah. Đây, cái này là nho thân gỗ đỏ này. Đó, nó có bông nè. Nho thân gỗ thứ quý ha. Dạ, yeah, có bông. 200 đồng. Ồ, đây có bông. Đúng rồi, đang có bông. Cái này mình đem ra ngoài mình trồng được không chị? Được rồi, được, nhưng mà chưa có sang chậu được. Yeah, ta cần phải để trong này tại vì nó vừa ra là chậm. Táo Thái 100 đồng. Táo Thái 100 đẹp đồng. Đẹp đi ha. Dạ đúng rồi. Nắng lên cái nó đẹp quá trời đẹp. Nó cũng đang có bông luôn á. Yeah. Đang có bông. Yeah. 100 đồng. Ở đây bên này nè, bên này nè anh Tức. Bên này á là các loại xoài. Dạ. Em có xoài cát Hòa Lộc nè. Xoài cát Hòa Lộc có. Xoài tượng Việt Nam, xoài tượng Đài Loan. Tất cả loại xoài á, thì đều là 100 đồng một cây. 100 đồng hết hả chị? Dạ. Thì gốc cũng to to nè. Dạ. Đó. Xoài Thái, xoài cát Thái cũng lọc. Có, xoài Thái cũng 100. Rồi có mấy cái mận tâm hoa bự á, thì cũng 100. Mận tâm hoa này trên 4 feet. Cái xoài này xoài bự. Dạ. 100 đồng luôn hả chị? 100 đồng. Dạ, cảm ơn chú. Mình ra trước hả chị? À đây, đi ra trước đi. Ok, phân. Ừ. Phân á, thì 10-20 là phân kích bông. Dạ. 55 đồng. Phân vôi á, là 30 đồng. Cũng giống giá nguyên 30 đồng. Ok, cũng 30. Cái này á, thì đặc biệt hơn là fit bone meal á, 50 pound á, thì 80 đồng. 80 đồng. Dạ. 14-14 á, thì tầng này á, là 90. Từ đây cho đến July 4 luôn hả chị? Đúng rồi, từ đây cho đến July 4. Dạ. Cái này thì cũng 55 đồng, 6, 30. 55 đồng. Dạ. Các cái tre chúc thì đều mua 10 tặng 2. Dạ. Lấy 6 cây cũng, lấy 5 cây cũng được tặng 1, khỏi phải bắt 10 đi. Dạ. Okay. 5 cây tặng 1 cây hả? Dạ đúng rồi. Các dĩa thì vẫn là mua 5 tặng 1. Mua 5 tặng 1, dạ. Mà 1 cái bao nhiêu? Tùy theo size, ví dụ như 50 cent, 80 cent 1 đồng. Lớn nhất là 15 gallon lùng á là 2 đồng, 15 gallon cao là 1 đồng rưỡi. Ok. Dạ. Ở đường trước mình có mấy cái hàng chiến mới về. Ủa sao chị Kim không có cái loại mà dĩa bự hả? Để đựng chậu 25 gallon. Cái đó hãng nó không có. Không có hả? Dạ. Ok, đặc biệt có cái này. Phần cái này là cái nước, cái men vi sinh, cái này là EM. Yeah. EM thì là 45 đồng.
45 đồng thôi. Dạ. Còn cái này là phân lắc ngô. Mùa hè này mình tưới mấy cái này á, thì nó đảm bảo cho cái cây của mình, tại vì nó không có nặng giống như là mấy cái phân kia. Yeah. Thì lắc gô á, là 35 đồng. Một cặp như vậy á, là 80 đồng. Yeah. Mọi người có thể mua lẻ. Cái này là thức ăn, còn cái này là cái chất mà để giúp cho giống như là mình có muốn ủ rác thải, hay là mình có muốn ủ phân cá, hay là mình pha chung mình tưới á, thì nó hấp thụ, nó giống như là nếu mà mình pha chung mình tưới á, phân á, thì nó giúp cái cây của mình hấp thụ phân nó tốt hơn. Yeah. Còn mà nếu mà mình ủ phân cá, mình ủ rác thải á, thì nó giúp cho không có bị mùi. Yeah. Và thứ hai nữa là nó tan lẹ hơn. Đó, thì hai cái này á, là... Mình khi mình xài hai thứ hay chỉ một thứ cũng được? Một cái cũng được, tùy, chứ, tùy theo cái mục đích của mình. Ví dụ như cái cây mà nó yếu, mình mới khăn chậu, mình có thể mình pha thêm một chút xíu cái này để cho cái cây của mình nó hấp thụ chất nó dễ hơn. Yeah. Yeah. Còn bình thường mình ví dụ như cái cây mà nó ok rồi á, thì mình có thể xài mình lắc vô cũng được. Ok. Yeah. Đó. Vậy cái này chị bán nhiều khi chị phải hướng dẫn cách người ta xài. Dạ có, ok, có hướng dẫn kỹ nên là mọi người chưa có hiểu thì nên hỏi kỹ lại. Đúng rồi. Yeah. Yeah. Tặng hạt rau muống. Yeah. Khách tới thì không cần mua cũng tặng, tại hạt rau muống có rất là nhiều. Yeah. À, mấy cái này hạt giống thì bán để nấu cơm từ thiện thì cứ 3 đồng một vịt. Yeah. Mọi người mua, mọi người bỏ tiền vô cái thùng giùm em. Thì có rất là nhiều, có cải xanh, yeah, rồi cành cua, hạt giống, rồi ngò gai, bầu bí, yeah, chi đầy tô, đủ luôn. Yeah. Mồng tơi, có rất là nhiều. Yeah. Đó. Có một ít thanh trà ngọt, cây này là cây thanh ngọt, trà ngọt. À, cái trái nó giống như trái xoài vậy đó, nó giống như cái trái lâu quá nhưng mà nó nhỏ. Dạ. Nó sai giống như vậy đó. Dạ. Yeah. Đây cái mảng cầu sầu riêng thì có giá từ 60 đồng. Cái này 60 nè. 60 hả? Mấy cái sai này 60. Yeah. À mấy cái trong này gốc nó bự thì 60 đồng. À 100 đồng. 60 đến 100 đồng ha. Dạ 100 tới 108 tùy theo. Ok. Rồi ở đây là lá giang. Lá giang cái cây bự này 150 một cây. 150 một cây lá giang ha. Dạ, cái này là trồng lâu lắm rồi, 3 năm rồi. Dạ. Ở đây á, em có, trời ơi, nắng nè. Dạ, nắng cháy. Nắng kinh đúng khủng rồi, hôm qua nó trăm mấy chục độ, hơn 100 độ. Nhưng mà có điều là trái nó vẫn giữ là ok rồi. Dạ, cái này là cây thái dương đó. Thái dương hả? Dạ. Cái này á, là thái du bi. Thái du bi 250 cây chiếc. Yeah. Thái du bi cái cây như cái cây này á là 350. 350 hả? Đó, cây chiếc phải thay chậu. Yeah. Đó, cái này thay chậu 15 gallon. Rồi à. Còn cây thái vuông này nhiêu chị? À cây thái vuông nó 180. 180 ha. Dạ. Yeah. Ok. Yeah. Này là cây lá vả, cây trái vả. Cây vả ha. Cây vả người miền Trung biết. Người Bắc. Dạ. Yeah. Thì cây lá 150. 150 luôn nha con. Cây lớn lắm. Nó tự tựa cây sung vậy đó. Dạ, yeah, cái trái nó bự hơn. Đúng rồi. Ở đây là có mấy cái cây này là cây ổi thái trái dài, cây lớn 250. 250 ha. Dạ. Cây cũng bó, to lắm nha. Cây thái vuông này á, là 250 trọng 15 gallon. 250 cho thái vuông luôn. Thái ruby 15 gallon 350. Thái ruby hả? Cây mình giờ đậu trái quá trời luôn trời. Dạ. Yeah. Cũng là cây ghép đó nha. Yeah, cây ghép đó. Khỏe lắm. Yeah, đậu yeah. Đậu quá trời trái luôn. Cây ghép rất chi là khỏe. Đó chậu á, thì mình có ví dụ như chậu 7 gallon á. Cao lùng gì cũng là 2 đồng rưỡi. Yeah. 10 gallon á là 3 đồng. Cái này là 10 gallon này. 3 đồng. Yeah. 20 gallon 6 đồng. 6 đồng. 5 gallon 3 gallon á là 1 đồng. Yeah. Mua 10 tặng 1. Chậu bây giờ nó lên giá rồi nên là em vẫn cố gắng giữ cái giá, mà cái tặng thì không có nhiều. Đợt trước là mua 10 tặng 2 nhưng mà bây giờ mua 10 tặng 1. Còn 25 gallon sao vậy? 25 gallon 8 đồng. 8 đồng. 35 gallon 20. Yeah. 45 gallon 30. Okay. Yeah. Có nhiều size nhiều. Nhớ giá. Hay ha. Có 15 lùng nữa. Thôi. 15 cao thì 2 đồng rưỡi, 15 lùng thì 3 đồng rưỡi. Yeah. Yeah. Ở bên này có thái ruby cây lớn 650 nha. Thái ruby cây lớn. Chậu 15. Wow, cây này quá lớn luôn á nha. Dạ, 650. Và thấy mặn hồng xuất chân nó rụng thấy thương quá ba ơi. Yeah. Cái này mà đúng cái lúc đúng thời điểm ấy.
nó là mấy ngàn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi nó cũng đang đậu trái nha. Dạ. À, cái này là mấy cái cây này là táo GA866 á, thì 100 đồng. 100 đồng GA866 ha. Sugar cane á thì tuần này sale 50 đồng. 50 đồng cho sugar cane. Dạ. Ủa mà sao sugar cane cây cũng bự lắm á nha. Nên là sugar cane là cái size nó trọng nó nhỏ hơn. Ồ dạ, honey cho. Dạ. Sugar cane này. Cái này 50 đồng hả? Dạ 50 đồng. Đậu trái này. Dạ, yeah, ok. Ok, đậu trái này. Ồ. Sugar cane cũng ngon lắm nha. Dạ, trái ngon. Trái nó hơi nhỏ nhưng mà dạ, nó ngon lắm. À, táo Thái 100 đúng rồi này. Táo Thái 100 thôi ha. Dạ. Seri đặc biệt seri tuần này 50 đồng. Seri 50. Cây có bông hết nè. Dạ. Seri gò công ha. Dạ, đó mùa này á bắt đầu nó cần nước nhiều á, tưới nước nhiều cho nó. À, ổi ruby Đài Loan cây lớn á, 250. 250 ok. Dạ, Đài Loan trắng cây lớn 250. 250 luôn. Dạ. Cây cũng bự lắm nha. Trời, nhìn mấy cái trái mặn này thấy uổng quá chị ơi. Nhiều ở Việt lắm. Nam mình không khe, tại Việt Nam nhiều lắm, còn đây yeah, một trái là giống như là 1.000 đô vậy thôi. Yeah. Đây cái này là táo GA86 cây bự thì là bự luôn, cũng có 100 đồng nè. GA86 rồi hả chị? Dạ, yeah, em lên úp cái vườn lại. Bên này cây cái này là cốc Thái cây lớn á. Yeah. Thì 80 đồng. Tuần 80 đồng ha. Mấy cái mãng cầu trong chậu 25 gallon á thì 200. 200 hết rồi. Dạ. Yeah. Cũng tùy theo cây, cũng có những cái cây như những cái cây bự, cái cây đặc biệt, nhưng mấy cái cây này thì phải cái giá khác. Dạ. Yeah. Ủa còn cây này gốc quá to chị, như này bởi đúng rồi, nên là mấy cái có con cái giống như cái 200 á để yeah, để em để giá trên thì, từng cây thì sai ha thì dạ thì đó như cái size này á đều như vậy á là 200. Ủa chị có thụ phấn không vậy? Chưa hình có như thời gian, mới thụ được có 2 bữa rồi. Hình như nó cũng đang lai gai đậu yeah, được trái đó. Họ thụ là nó đậu nè, cái này thụ nè, cái này anh bấm thì là anh thụ là nó đậu. Dạ. Mình thụ mình thấy cây kia nó lai gai, nó có nhiều trái lắm. Dạ. Yeah. Rồi có bán luôn rau muống luôn hả? Rau muống đây đó trời. Trồng trong đó. Đó thì xoài á thì này là xoài Thái nè. Dạ. Dạ. Xoài Thái như chị? 100 đồng. 100 hết hả? Valencia vai cây 15 gallon cũng 100 nè. 100 luôn. Dạ. Yeah. Đó, cốc Việt Nam. Cốc Việt Nam 150. Cốc Việt Nam 150 ha, cây lớn. Yeah. Cây lớn. À, mận những cái loại mận mà trong chậu 15 gallon á. Tuần này em sale 100 đồng. Nó có mận dầu thơm, mận An Phước, mận tùm lum tà la gì đó. 100 đồng hết rồi. 100 đồng cái trong mấy cái chậu này. Yeah. Còn dâu tầm ăn Pakistan. À, cái này cũng 100. 100 đồng luôn. Dạ. Đây đây. Bên này á là gió Thái xanh với ly xà là 120 nguyên cái dãy này. Thôi mình ra trước tiếp đi. Cây này lớn rồi nha. Dạ, cây này bao nhiêu chị? Cây lớn nhất đó thì 300. 300 hả? Mấy cái cây nhỏ hơn thì 180. Cái này chị nói là Nam Đốc Mai hả? Nam Đốc Mai phò. Oh man. Nam Đốc Mai phò gốc nè. Quay bên đây mà nhìn thấy mặn bên kia thấy nó ổn vậy thôi. Rồi có mung cung si. Dạ. Có keo sa voi. Dạ. Có pham cây miêu. Để xài thì đợt này em có rất là nhiều. Dạ. Em chưa có chở về hết tại vườn đó không có chỗ. Dạ mà gốc rất là to nha. Dạ, bà. Rất to. 300 đồng cây hết ha. 300 đồng, 180 trở lên. Giá dạ, từ 180 trở lên cây nhỏ thì. Cái này á cây to mà chậu nhỏ nha. Dạ không có thay dạ, chậu. Dạ. Cái này mình này về là em về để sau lại em bán vậy. Em dạ, không có bỏ lên chậu thì nhìn là biết cái chậu này là chậu ở farm gì nè. Đúng rồi. Dạ. À, 300 dạ, đồng ha. Dạ còn mấy cái mặn à, cái sabu tre cũng vậy nữa, không hề thay chậu luôn. Dạ. Về để vậy bán luôn. Alano. À, có trái có bông ha. Dạ yeah, có trái có bông thì giá từ 400 tới 480 một cây. Wow, 400-480 mà cây bự lắm nha bà. Yeah. Rất là to luôn, xum xê lắm. Mà đó, trái nữa. Mà có trái có bông. Sợ trồng cây mà không có trái nhất là Alano, Silas Wood nữa
thì mình mua những cái cây nó sai, nó đã có trái này, cây có trái có bông ha. Dạ. Chậu 25 gallon mà 25 nguyên thủy chứ không dạ. phải thay chậu. À, 400 hết luôn hả chị hả? Dạ, giá từ 400 tới 480. 400 cho đến 480 nha. Dạ. Thì tùy theo cái cây này nè, cái cây này là 480 nè. Dạ. Ồ, cây này quá bự luôn. Gốc này quá cây to. Cây này nè. Dạ. Đó. Đúng rồi. Cái gốc. Gốc quá to luôn. Thì là sum luôn. Dạ, mà tròn cái này ha. Là thường thường là người ta sẽ thay cho chậu 45. Người ta bán đấy. Người ta bán bạc ngàn á. Dạ. Cái này một ngàn. Nhưng mà mình không có thay chậu. Dạ. Mà rễ rễ nó lên trên luôn nè. Đó, đó. Cây bự lắm. Dạ. Cây bự lắm. Cây ít chị là khỏe. Cây đó là 480 dạ, chị hả? Dạ, chầm xuống liền. Dạ. Vậy cái lớn nhất là 480. Cũng, cũng mấy cây mặn ở ngoài đây cũng 300 luôn hả chị? Dạ, mặn 300 hết. 300 hết nha các bà. Dạ, đó, cây bự bự không à. Chị Kim chưa bán gì đam mê nha các bà. Cây bự về 300 chia nha. Chia sẻ, chia sẻ giá rẻ cho bà con nè. Dạ, 300 hết dạ. hả? Cây gốc nào cái gốc này cũng to đúng lắm hả? Nha. Có một cây mận cẩm thạch thì cái cây này cũng 300. 300 luôn ha. Gốc bự lắm. Mận cẩm thạch 300 luôn nha các bạn. Ai dạ. thích mận cẩm thạch thì... Đây cũng mận cẩm thạch luôn hả? Dạ, mấy cái đó 800. 800 mà cây to lắm nha. Dạ. Dạ, cây rất là to luôn. À, đây bên này, này giống như cái cây sabuche này nè, 408 dạ. nè. Lít này thấy không? Bự không? Ờ, quá bự luôn. Khủng luôn. Cái này cũng là Lano luôn hả chị? Không, cái này Molix. Molix, hồ Molix nghe người ta nói sai trái đó nha. Dạ, sai trái mà trái bự. Dạ, gốc dạ. to luôn nha. Rất là bự. Dạ. Đó, anh đi cẩn thận. Dạ. Nhà con gỗ thì mấy cái sai này là đều có bông, có trái rồi. Dạ, có bông, có trái rồi ha. Đây, trái đây. Dạ. Ồ, đây trái luôn ha. Dạ. 1.200 hả chị ha? 1.200. 1.200. Bông này. Nhưng mà thằng gỗ lớn có bông có trái là 1.200 ha. Dạ, 1.200. Dạ, đảm bảo là sẽ có trái cho mọi dạ. người, đảm bảo năm nay sẽ có trái. Ok. Khi mà nhận cây á thì đôi khi nó sẽ còn cái bông thôi. Dạ. Tại okay. vì trái á, ok. Trái mình để ở đây. Ồ, cái này nó đậu trái hết rồi chị đậu ơi. Đậu trái. Nhưng mà ý nói á là lúc mua thì nó có trái, nhưng dạ. mà đôi khi ship hay là giao cây thì đâu có phải lúc nào cũng giao cũng ship đâu. Đợi một tuần hai tuần á, đôi khi nó chín á thì mọi người đi ngang qua người ta thấy người ta hái dạ. bây giờ không hái thì nó cũng rụng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nên chứ mình đâu có để ích kỷ được là mình ra mình ngồi mình giữ cái trái mà đâu. Mà cái thằng này đậu trái quá trời luôn dạ, nè, nó đậu chùm 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 luôn á. Dạ. Trái xanh xanh nhỏ nhỏ. Dạ, mấy cái đó là 1.200. Dạ, 1.200 rẻ hơn được rồi luôn ha. Được dạ. rồi, 1.300. Được rồi, 1.300 là tại vì nó lên trên chậu bự. Còn dạ. này là trong chậu 25 gallon vẫn còn nguyên chậu. Dạ. Ờ, mà cái mấy cây này còn bự hơn mấy cây kia đó. Nó thấp hơn lên mình thấy hả? Cây này to hơn á nha. Đẹp ha. À, mà có 1.200 à. Bởi vì tùy thời điểm nha các bạn. Tùy thời điểm mình mua vô được hàng rẻ thì đúng mình rồi. Sẽ bán rẻ. Cây nào cây nào cây đấy quá to luôn, cây này như chị. Không, em có ba cây. Cái này, ba cây này là không có bán. Dạ. Tại ba cây này hồi xưa mua mắc lắm, mà dạ. đợi hoài không có trái. Gì kỳ vậy? Anh thấy không, tới giờ nó đâu có trái đâu. Không mà nó bự cho bá luôn hả? Bự lắm. Lúc trước là mua gần mấy 2.000 cây này đó. Dạ. Cho nên, đợi hoài không có cho trái. Nên ghét quá không bán luôn đúng không? Không bán luôn, để coi mà khi nào mày có trái đâu. Coi mày lại thì tao lại. Hỏi chị, chị Kim có ngò gai không? Có mấy cô chú hỏi ngò mua ngò gai đâu. Năm nay Cali mình không ra được hàng ngò gai. Em không hiểu tại sao, ươm ra chưa có ra nữa. Yeah. Ủa cây sabo này cũng trái không nè? Yeah. Cây này bao nhiêu chị? Có hai cây bự đó bán rồi. Ồ. Yeah. Cây này đang gửi. Okay. Cây này á là 480 này. 480. 480 cũng đang có bông rất là nhiều luôn nha. Dạ. Yeah. Đó. Mận bao la luôn, mận không thấy lối đi luôn. Mận hồng Sóc Trăng ha. Dạ, cực kỳ nhiều luôn, anh đi ông có mấy phong cây rồi hả? Cái này cũng 300 luôn hả chị ha? 300 hết luôn, cũng đang đèn bông. Đèn bông đèn trái luôn nha bạn. Trời. Ơi. Oh, men uổng quá. Dạ, dụng đầy luôn á. Tại anh nghĩ thì mấy cái trái đó nó bự vậy á mình vận chuyển đâu có nổi đâu. Đúng rồi. Uổng quá. Dạ, trên đường thì nó cũng có cây có bông nha, còn cây còn bông luôn á. Dạ. Mà chứ. Bông hay là trái nhỏ thì trái. Ồ, oh, cái này trái còn luôn nè bạn ơi. Đây à. 300 đồng cây này nha các bạn. Có trái luôn nè. Thấy không? Ồ, oh, có nhiều cây còn trái lắm nha. Đây, 300 đồng thôi nha bà. Có nhiều cây, rất là nhiều cây còn trái luôn. Mà trái cũng to to rồi đó, chứ không phải trái nhỏ. Trái to hết rồi. Trái to hết rồi bà. Ồ, oh, đã quá.